trăm nước nhỏ gọn xinh yêu này có gì mà là khắc tinh của mảng bám vậy? Cùng mình xem nha. Hộp sản phẩm sang chảnh đúng chuẩn hàng luôn, hộp rất là chắc chắn, có đầy đủ thông tin nguồn gốc sản phẩm luôn. Không dài dòng nữa, bây giờ cùng mình inbox ngay nha. Mình sẽ có một phiếu bảo hành, một thư cảm ơn, một quyển hướng dẫn sử dụng, một cáp sạc, một túi đầu tăm nước, một thân máy. Thân máy nhìn sơ qua rất là đơn giản với logo Magic, nhưng khi kéo ra sử dụng có đầy đủ thông tin luôn nè. Chức năng cũng rất đa dạng, ba lựa chọn phù hợp với tình trạng sức khỏe của răng: chế độ bình thường normal, chế độ êm dịu short, chế độ xúc nhiệt pulse, áp lực nước mặn từ 30 đến 100 psi, loại bỏ 99,9% mảng bám trong mọi góc nách ở khoang miệng. Tuy nhỏ gọn nhưng chứa được đến 165ml nước, phù hợp cho một lần sử dụng mà không cần châm thêm nước. Ống hút nước có thiết kế viền lò xo chắc chắn, giúp dễ dàng cho việc tiếp nước. Tiêu chuẩn chống nước IP7, giúp mấy bà vô tư vệ sinh trực tiếp dưới nước. Tăm nước RO83 này với dung lượng pin 1800mAh, sử dụng được hơn 20 ngày luôn. Cổng sạc Type C, thông dụng có thể dùng bất cứ đâu. Tiếp theo là túi đựng đầu tăm nước, máy gồm hai đầu tăm nước, đầu tăm tiêu chuẩn, đầu tăm áp lực mạnh nữa nè. Thao tác lắp đặt cực kỳ dễ dàng luôn nha. Con dân cho gì mà không mua ngay chiếc máy tăm nước đa năng này? Tăm nước RO83 gấp gọn tiện lợi. Một điểm vượt trội của RO83 với thị trường chính là thiết kế gấp gọn tiện lợi, dễ dàng mang đi bất kỳ đâu. Vì máy khi gấp gọn có kích thước bằng một chai nước. Máy tăm nước truyền thống thì dùng rất là ok, tuy nhiên dùng lâu thì không thể tháo rời để vệ sinh được. Bên cạnh đó, những dòng tăm nước liền thân bàn chải sẽ không đi vào để vệ sinh được. Sau khi vệ sinh, nước sẽ lắng ở đáy. Còn với tăm nước gấp gọn Magic Eco RO83, bạn sẽ dễ dàng tháo từng bộ phận để vệ sinh. Bạn sẽ không cần lo tình trạng ứa đọng nước, gây mùi hôi như những loại tăm nước truyền thống nữa. Tiện thì tiện nhưng phải làm sạch chuẩn nha khoa thì mới được nha. Tăm nước gấp gọn RO83 với 3 chế độ làm sạch không thua kém gì tăm nước truyền thống. Hold, chế độ xung nhiệt làm sạch kết hợp massage xung nhiệt, nú sẽ được massage nhẹ nhàng. Short, chế độ êm dịu dành cho chân răng yếu, nhạy cảm hoặc những ai mới sử dụng lần đầu. Normal, chế độ bình thường dành cho răng thể trạng bình thường. Với đầu tăm tiêu chuẩn, bạn có thể dễ sử dụng để vệ sinh răng miệng hàng ngày. Đầu tăm áp lực mạnh, thiết kế với lực phun mạnh mẽ, giúp loại bỏ tất cả các mảng bám còn lại ở những điểm mù trong khoang miệng. Hiện nay, chỉ cần gõ từ khóa là máy tăm nước sẽ ra hàng loạt sản phẩm có giá trị từ 1,7 triệu đến hơn 2 triệu đồng. Nhưng với máy tăm nước gấp gọn RO83, bạn lại có thể trải nghiệm mọi tính năng của tăm nước gấp gọn Hàn Quốc chuẩn nha khoa. Với chính sách chăm sóc khách hàng chính hãng và quyền lợi tốt nhất khi mua sản phẩm từ thương hiệu Magic, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì đây là thương hiệu Hàn Quốc. Thời gian bảo hành là 12 tháng cộng thêm 3 tháng bảo hành online. Được đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày. Mua ngay nhé. Làm sạch cực đỉnh cùng tăm nước RO83, hai đầu tăm chuyên dụng, ba chế độ chuyên sâu. Khi mua máy tăm nước Magic Eco RO83, các bạn sẽ nhận được đầu tăm nước tiêu chuẩn dùng để làm sạch răng miệng hàng ngày. Đây là đầu tăm phổ biến nhất để loại bỏ các mảng bám và thức ăn thừa trong khoang miệng. Mảng bám có thể bám vào mọi góc nách trong khoang miệng của bạn. Với đầu tăm áp lực mạnh, lực phun mạnh mẽ sẽ giúp loại bỏ mảng bám ở những điểm mù mà bàn chải thông thường không len lỏi vào được. Bên cạnh đó, tăm nước Magic RO83 còn có phần khóa đầu tăm nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng, hạn chế tình trạng bung đầu tăm và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị. Chế độ đặc thù của tăm nước cực kỳ phù hợp cho những người có vùng nú nhạy cảm, đặc biệt phù hợp cho những ai lần đầu sử dụng tăm nước. Chế độ xung nhiệt tạo ra các tia nước nhẹ nhàng, không chỉ làm sạch mà còn giúp kích thích và massage nú. Chế độ thông thường, áp lực tia nước giúp làm sạch 99,9% mảng bám, cực kỳ phù hợp với các bạn trong quá trình niềng răng đó nha. Với những người đang trong thời gian niềng răng, dùng chỉ nha khoa khiến khó khăn và vướng víu, hay bị mắc sợi chỉ nha khoa vào niềng khi làm sạch, trong trường hợp đó thì tia nước sẽ len lỏi vào được niềng và giúp làm sạch răng miệng tốt hơn. Ngoài ra còn có một số tính năng nổi bật khác, chính là thiết kế hiện đại, chuẩn hàng với hai tông màu xanh hồng trendy, áp lực nước mặn từ 30 đến 100 psi và ba chế độ làm sạch khác nhau. Tiêu chuẩn chống nước IP7 giúp vô tư vệ sinh trực tiếp dưới nước. Bình chứa nước lớn đến 150ml đủ cho một lần sử dụng vô tư. Dung lượng pin 1800mAh, sử dụng được 20 ngày. Khi mua sản phẩm từ thương hiệu Magic, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì đây là thương hiệu Hàn Quốc. Có thời gian bảo hành là 12 tháng cộng thêm 3 tháng bảo hành online. Được đổi sản phẩm trong vòng 7 ngày. Mua ngay nhé. Những điều bí mật về tăm nước, chỉ nha khoa và tăm tre có thể bạn chưa biết. Đầu tiên là về độ làm sạch. Thực tế cho thấy chỉ nha khoa có độ làm sạch nhỉnh hơn tăm truyền thống không quá nhiều, vì nó chỉ lấy đi những mảng bám ở những nơi dễ dàng nhìn thấy như các răng, mặt ngoài. Khi dùng tăm nước, áp lực nước sẽ làm sạch được những vùng không thể chạm tới bằng chỉ nha khoa. Tăm sỉ răng truyền thống không khuyến khích dùng vì dễ gây tổn thương, chảy máu, đặc biệt là thưa răng sau thời gian dài. Máy tăm nước với tia nước cực mạnh 0.2 đến 0.4mm xuyên qua từng kẽ răng, đánh bay mọi mảng bám cứng đầu. Một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của người niềng răng chính là vệ sinh sau mỗi bữa ăn, vì thức ăn dù mềm hay cứng cũng sẽ bám vào những chiếc mắc cài khó chịu vô cùng. Máy tăm nước sẽ cứu cánh vì tia nước cực nhỏ sẽ đi đều trong từng góc ngách, bất chấp mọi thức ăn cứng đầu nhất bám chặt vào mắc cài. Chỉ nha khoa và tăm sỉ thông thường thì có thể mang đi bất kỳ đâu rồi. Hẳn các bạn đang lo sợ một chiếc máy tăm nước khá là cồng kềnh không thể mang đi đâu được đúng không? Vậy là do bạn chưa biết đến Magic Eco RO83 thôi. Thiết kế nhỏ gọn trong lòng bàn tay, dung tích thì lại lớn, dễ gấp gọn, mang đi khắp mọi nơi. Mua ngay nhé.